Thưa quý vị, thời gian qua thì pickleball có lẽ là môn thể thao phát triển với tốc độ nhanh nhất tại Việt Nam, thu hút rất nhiều những người chơi mới. Rất nhiều các giải đấu liên tục được tổ chức để đáp ứng cho nhu cầu của môn thể thao mới này và nhằm phổ biến và tăng cường tính chuyên môn trong công tác huấn luyện và trọng tài. Vừa qua, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức khóa đào tạo huấn luyện viên và trọng tài pickleball 2024. Và thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin trưa nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Khóa đào tạo huấn luyện viên và trọng tài Pickleball 2024 thu hút hơn 100 học viên là các cán bộ, giảng viên tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trên khắp cả nước tham dự. Với sự giảng dạy và thị phạm trực tiếp từ các chuyên gia đến từ Liên đoàn Pickleball Quốc tế đã cung cấp những kiến thức tổng thể từ lịch sử phát triển, luật chơi, cách chơi và điều hành thi đấu của môn thể thao này. Điều kiện trang thiết bị dụng cụ tập luyện rất đơn giản, luật chơi cũng rất dễ và đặc biệt nó tạo ra cái cảm hứng cho những người chơi. Vì thế là chúng tôi tin tưởng rằng là môn này sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng và sinh viên cả nước nói chung sẽ rất là yêu thích môn thể thao này. Kết thúc khóa học vào ngày 13 tháng 7, các học viên sẽ được cấp chứng nhận và có thêm những kiến thức quan trọng để tiến tới giảng dạy, huấn luyện và có thể đưa pickleball trở thành môn thể thao tự chọn cho các học sinh, sinh viên.